À, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em sử dụng cái phần mềm Upscale nhé. Đầu tiên là chúng ta mở cái phần mềm này lên ạ, được chưa? Đấy, sau đó thì nó có các cái nút như sau. Thứ nhất đó là nút Back Upscale. Cái nút này sẽ giúp chúng ta upscale cả cái folder luôn, tức là upscale nhiều ảnh một lúc. Đấy, cái nút thứ hai đấy là gì ạ? Là chọn một cái bức ảnh. Đây là chọn một bức ảnh nhá. Đó, chúng ta chọn một bức ảnh bất kỳ nhá. Ví dụ như là Huy chọn bức ảnh này. Bức ảnh này hiện đang là 50k, 50 kilobyte với kích thước là 1000 đến 1500 nhá. Mình nhấn vào đây, ok không ạ? Sau đó thì chúng ta chọn đến bước 2, đấy là chúng ta gì ạ? Chọn cái cách upscale khác nhau. Thì ở đây nó có nhiều cách upscale khác nhau. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần tập trung vào hai cái upscale đầu tiên là General Photo, Real với cả Remax. Đấy. Còn những cái này thì chúng ta cũng có thể thử nghiệm thêm, chúng nó vừa upscale nó vừa chỉnh cái ảnh của chúng ta một chút, đúng không ạ? Thì anh chị em sẽ tìm hiểu thêm sau nhé. Ở đây thì chúng ta có thể nhấn vào đây là double upscale, tức là bình thường ấy là chúng ta upscale này là x4, tức là từ 1000 này, anh chị em nhìn thấy từ 1000 lên 4000 này, thế là 1500 lên 6000 này. Nhưng nếu mà chúng ta ấn vào đây thì anh chị em thấy không ạ? Tức là nó không phải nhân 4 nữa mà nhân 8, tức là double luôn, không phải nhân 4 mà nhân 8, và cái này không phải là 10 không phải là 6000 nữa mà 12000, thì ảnh nó sẽ rất là sắc nét. Tuy nhiên thì thời gian nó chạy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ lâu hơn, được chưa ạ? Đó. Sau đó thì chúng ta có thể là gì ạ? Setup cái output folder, tức là cái ảnh nó sẽ vào cái folder nào. Nếu mà chúng ta không chọn thì mặc định nó sẽ nằm ở bên cạnh cái ảnh chính và nó chỉ thêm cái chữ là upscale phía sau thôi. Đúng không ạ? Vẫn là cái tên ảnh ảnh cũ nhưng mà thêm cái phía sau thôi. Ngoài ra thì nó có một số cái option ở đây. Chúng ta có thể chọn đầu ra nó là ảnh PNG, JPG hoặc là web, được chưa ạ? Ảnh PNG thì nó có độ nét, độ sâu tốt hơn. Nhưng nó sẽ nặng hơn. Ảnh JPG thì sẽ nhẹ hơn và dễ dàng hơn trong việc chia sẻ, được chưa ạ? Ảnh web này thì dành riêng là cho web rồi. Những cái người mà thiết kế web thì sử dụng ảnh web này thì rất là tốt. Rồi, khi mà upscale ấy, thì chúng ta chỗ này thì nó là theme, tức là gì ạ? Mình có thể thay đổi cái màu sắc hình dạng của cái gì ạ? Của cái thằng này thôi, được chưa ạ? Đấy, GPU ID thì cái này mình không quan tâm lắm, thì cái này là cái mà ví dụ như là mình sử dụng cái máy chủ upscale mà sử dụng cái hệ thống máy chủ bằng cloud thì mình đưa vào đây. Đấy, còn nếu mà mình muốn gọi là thấy cái phần mềm này hay, mình có thể là gì ạ? Donate, tức là gì ạ? Mình tặng tiền cho cái tác giả tạo ra cái phần mềm này. Nó là phần mềm miễn phí nên là chúng ta thích thì chúng ta có thể là gì ạ? Tặng tiền cho họ, donate cho họ, đúng không ạ? Ủng hộ cho họ. Ok không ạ? Đấy, xong bây giờ mình nhấn là upscale này. Đi ạ. Ở đây là Huy đang chọn là upscale là x8 rồi, thì thời gian nó chạy nó khá là lâu anh chị em nhé. Đấy, thì Huy sẽ tua nhanh cái đoạn chạy này để anh chị em chúng ta đỡ mất thời gian. Đấy, bởi vì là nếu như mà để nó chạy thì anh chị em xác định là nó phải chạy được khoảng tầm 5 đến 10 phút thì mới xong một bức ảnh với cái chế độ x8. Nếu với chỗ x4 thì nó phải mất từ 3 đến 5 phút nhá. Ok không ạ? Ok anh chị em thấy là gì ạ? Cái việc upscale đã hoàn thành nha, và chúng ta đã nhìn thấy là hai cái hình ảnh trước upscale và sau upscale nó đã có sự thay đổi nha. Đấy ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy. Đấy. Nhìn ở đây thì chúng ta không thấy rõ đúng không ạ? Huy sẽ hướng dẫn anh chị em nha. Nên mình tắt cái này đi này. Upscale xong thì nó sẽ ra cái hình ảnh như này nha. Đây là hình ảnh gì ạ? Là trước khi upscale. Đấy, hình ảnh này có kích thước là gì ạ? Là 1000. Đấy ạ. Đây là hình ảnh là sau khi chúng ta đã upscale, nó lên đến là gì ạ? 16.000 nhân đến 24.000 và dung lượng là 89 MB. Còn cái này là dung lượng bao nhiêu ạ? Cái dung lượng này có 78 KB. Còn cái này là dung lượng 89 MB anh chị em nhé. Rồi, chúng ta sẽ thử so sánh hai cái ảnh này nhá. Ở đây là chúng ta sẽ zoom vào cái mắt này nhá. Đấy, khi zoom là khoảng độ là gì ạ? 1500% hoặc 1600% anh chị em nhé. Còn ở đây anh chị em zoom vào. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đó, 1600% nhá. Ở đây các hình vẽ vẫn rất là sắc nét đấy ạ. Mình giảm xuống khoảng 1000 nhá. Đấy. Thì anh chị em thấy cái mắt là sao ạ? Vẫn vô cùng sắc nét đúng không ạ? Đấy, hình ảnh vẫn vô cùng sắc nét đó, anh chị em nhìn thấy không ạ? Anh chị em nhìn thấy hai hình ảnh không ạ? Một hình ảnh khi mà zoom lên thì nó bị mờ, còn hình ảnh này zoom lên thì nó sắc nét vô cùng. Như vậy là chúng ta tưởng tượng này, nếu như mà chúng ta phóng to cái bức ảnh này lên để mà làm một cái banner ở treo treo tường hoặc là gì ạ, thậm chí là ngoài trời luôn, thì chúng ta phóng lên cái ảnh khi mà cô gái này gì ạ, cái đầu cô gái này to bằng cả màn hình luôn, thì làm sao ạ? Thì nó vẫn vô cùng sắc nét, anh chị em thấy không ạ? Đấy, kể cả là dạng đến mức như này. Đấy, to hơn cả đầu thật người, to hơn cả người thật luôn, to hơn đầu người thật luôn, thì nó vẫn vô cùng sắc nét. Trong khi cô gái này nếu như mà zoom ở đấy thì nó sẽ bị mờ như này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đó. Ok không ạ? Và đây là sự khác biệt của cái việc upscale anh chị em nhé. Đấy. Rồi.